Hi, chào mừng quý bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Trước mắt quý các bác hôm nay là một chiếc Mazda BT50 bản hai cầu số sàn các bác nhé, hàng cực hiếm luôn, mang biển số 15C11666. Vâng, một chiếc xe biển siêu siêu đẹp, siêu siêu VIP đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Và con này thì em đang bán với giá là 395 triệu đồng, một chiếc xe số sàn các bác ạ. Nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Thái Lan, hai cầu điện các bác nhé. Vâng, hai cầu điện, máy số thì ngon ngặt cành đào. Đấy, sơn si tôn vỏ nội ngoại thất đẹp. Và bao cam kết cho các bác là máy số còn ngon ngặt luôn, không lỗi lầm. Đấy, một chiếc xe gầm cao máy thoáng, và đặc biệt là con này thì không có han mục nhá, gầm mẹ không han mục. Vừa về cửa hàng em Vũ Duy Auto trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, Mazda BT50 là một dòng xe rất là bền bỉ, đấy, tiết kiệm nhiên liệu, khỏe, chắc, và là một chiếc xe thương hiệu Nhật với độ bền cũng đã được kiểm nghiệm qua khá là nhiều năm. Sơn si tôn vỏ đều. À, con này thì các bác cứ yên tâm nhìn quả biển nữa, các bác biết chất của chủ như thế nào. Vâng, chủ là một bác đại gia Hải Phòng, mua mãi mới được cái biển, mất cả một con xe máy SH luôn. Thế nhưng mà bây giờ thì đang bán ở em Vũ Duy Auto với cái giá vô cùng yêu thương, chỉ 395 triệu đồng. Chiếc xe màu sơn xanh đẹp như thế này thôi. Và bốn quả lốp của chiếc xe thì sử dụng lốp đô lơ với đít tôn dày chắc chắn. Và đây các bác nhìn này, lốp của em Vũ Duy đấy, các bác nhìn nhá, lốp mới luôn, 2020 luôn này. Đấy các bác nhìn nhá, lốp 2020 Bridgestone dày dặn. Đấy, rãnh lốp này, dày chắc luôn này, cua lốp đều này. Xe thì các bác yên tâm, không lỗi lầm. Đấy, gầm sàn chắc chắn, không mục mọt. Vâng, và vừa về em chỉ quay qua cho các bác thôi, vì tầm này nó cũng tối tối rồi. Đấy, thực sự là những bác nào mà yêu thích dòng xe bán tải, đặc biệt là BT, thì không nên bỏ qua chiếc xe này. Vì đây là một chiếc xe số sàn. Chiếc xe số sàn đấy các bác nhá. Và đây các bác nhìn này, sàn thùng này, gần như là để không, không làm gì. Đấy, các bác nhìn này, sàn thùng đây, rất là sạch, đẹp luôn, không hề có lỗi lầm. Đấy, sạch sẽ rồi. Đấy, đấy, xe rất là cứng luôn. Đấy, mang biển số thì cũng rất là đẹp luôn, 15C16666. Đấy, và với cái tầm tiền các bác bỏ ra chỉ có 395 triệu đồng thì các bác hãy nhanh tay đến cửa hàng của em Vũ Duy Auto tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Vâng. À, các bác nhìn này, sắt xi nó đẹp như thế này mà, không cần phải trình bày nhiều. Vâng, không có han mục luôn nhá các bác nhá, các bác yên tâm. Gầm sàn không han mục, sắt xi thẳng căng, rõ nét, gầm sàn thoáng. À, các bác nhìn này. Đấy, gầm rất là đẹp luôn, sáng láng luôn. Một chiếc xe hai cầu. Đấy, nội thất bên trong xe thì da cao cấp. Đấy, điều hòa thì là một vùng độc lập nhá các bác nhá. Đấy, nội thất này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đây là cầu chỉnh điện này. Cầu điện đây. Cần số 6 cấp số, động cơ 6 cấp số. Đấy. Điều hòa điều chỉnh cơ. Đấy. Đồng hồ hiển thị, đầu đĩa. Và con này thì lăn bánh mới được có 7 vạn mốt thôi. 7 vạn 9. Vâng, chân thì được bọc ni lông hết rồi, rất là sạch luôn. Vâng, và ta sẽ để nổ chiếc xe này để xem máy móc thế nào. Con này keo chỉ zin nữa các bác nhá, các bác yên tâm, riêng về chất keo chỉ thì không cần phải nghĩ, keo chỉ zin đét luôn. Đấy, đề này. Đấy, máy dầu nổ rất là êm luôn. Đấy, bác sẽ để ý cái đồng hồ túi khí ở đấy hết nhá, túi khí còn nguyên. Con này thì có hai túi khí đấy, à, cho cả người lái, người ngồi bên cạnh luôn. Đấy, mở lắp cabo nè. Mazda BT50. Ui giời. Đấy, động cơ máy dầu 3.2. Mức tiêu thụ nhiên liệu con này tầm khoảng 8 lít dầu trên 100 cây. Đấy, đặc biệt đây là một chiếc xe hai cầu, máy rất là khỏe chắc và máy số còn zin. Các bác nhìn ốc này. Đấy, máy chạy rất là êm luôn, chắc chắn. Đấy, máy số chạy rất mượt các bác nhá. Vâng. Đấy, chà chà. À, chà 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 chà. Đấy, máy dầu chạy rất là chắc luôn. Vâng, và những bác nào yêu thích thì mời các bác đến cửa hàng. Đấy, xem xe và trải nghiệm. Vâng, xe vừa về thôi. À, các bác nhìn này. Vâng. Đấy, máy rất là êm luôn nhá. Máy rất là êm.
động cơ máy khỏe đấy. Biển số thì siêu đẹp, siêu VIP mà. Đấy, form xe thì rất là cứng. Đấy, form xe rất cứng luôn. Đấy, và bác nào mà thích những cái dòng xe số sàn, đấy, máy dầu hai cầu thì hãy nhanh tay đến Vũ Duy Ô Tô. Xin cảm ơn. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Công nhận là con này ngon.